Xin mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Ukko của mình. Thì giữa lùm xùm giữa ca sĩ Hồ Văn Cường và mẹ nuôi, thì mới đây trên trang nhà của ca sĩ Quảng Lê đã chia sẻ những tình cảm của mình dành cho người con nuôi của mình là Phương Mỹ Chi như thế này thưa quý vị ạ. Vừa ồn ào, Hồ Văn Cường, Quảng Lê nói về cách xế của con nuôi Phương Mỹ Chi. Trong cuộc trò chuyện trực tiếp với khán giả, nam ca sĩ Quảng Lê khẳng định Phương Mỹ Chi là cô con gái nuôi dễ thương, lễ phép. Chuyện thù lao khi đi hát được quản lý và mẹ của Chi làm việc với nhau gắt sòng phẳng, không có sự can thiệp từ phía nam ca sĩ. Ngày 14 tháng 6, nam ca sĩ Quảng Lê có buổi live stream trên Facebook cá nhân để giao lưu cùng người hâm mộ. Khi nhận được sự so sánh về hoàn cảnh của Hồ Văn Cường, con nuôi ca sĩ, với Phương Mỹ Chi là con nuôi của Quảng Lê, cho biết anh không biết và cũng không bình luận gì về những ồn ào liên quan đến cát xế của người mẹ nuôi của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, giọng ca sâu tím thiệp hồng sẵn sàng chia sẻ về chuyện học tập, đi hát của con gái nuôi của mình là Phương Mỹ Chi, cũng như sự hỗ trợ của anh cho cô con gái nuôi của mình. Cụ thể, Quảng Lê cho biết đây là khoảng thời gian quan trọng đối với Phương Mỹ Chi vì cô bé tốt nghiệp lớp 12 vào năm nay. Từ năm lớp 10 đến lớp 12, Phương Mỹ Chi sử dụng tiền thù lao đi biểu diễn để đóng học phí khoảng 200 triệu cho một năm học. Có nhiều mạnh thường quân ấm thầm hỗ trợ học phí cho cô bé. Còn chuyện nhận số diện do Quảng Lê và mẹ Mỹ Chi chỉ đảm nhận. Hai cha con Quang Lê và Phương Mỹ Chi gặt thắng thiết. Phương Mỹ Chi không biết gì về chuyện tiền bạc cát xế. Tất cả là quản lý của Quang Lê làm việc với mẹ Phương Mỹ Chi. Quang Lê cũng không quan tâm mấy đến vấn đề này. Quản lý của Lê và chị Thứ, mẹ chỉ gắt xong phần trong chuyện tiền bạc. Sau khi quản lý trừ đi những chi phí đi lại ăn ở, thì thù lão của mẹ của Phương Mỹ Chi sẽ nhận đủ. Nam ca sĩ sinh năm 1979 tiết lộ. Đồng thời, Quảng Lê cũng cho biết thù lão đi hát của Phương Mỹ Chi gặt khá, giúp ả quấn The Voice Kids và gia đình có cuộc sống ổn định. Hiện tại, Quảng Lê và Phương Mỹ Chi vẫn giữ mọi quan hệ tốt đẹp. Cuối năm 2019, Phương Mỹ Chi chính thức rời công ty của cha nuôi. Tuy nhiên, hai cha con dần dừ mọi quan hệ thân thiết, thường xuyên trò chuyện, nhắn tin hỏi thăm lẫn nhau. Giữa Quảng Lê và Phương Mỹ Chi cũng chưa từng có những bạc quà liên quan đến thù lao khi đi hạt. Đó chính là những gì mà ca sĩ Quảng Lê đã tâm sự và trò chuyện với tất cả khán giả trên cộng đồng mạng, trên trang nhà Facebook của ca sĩ Quảng Lê gửi cho tất cả mọi người. Khi mà thấy được sự Hồ Quảng Cường đã đi hát 5 năm nay mà nhà cửa ở dưới quê thì cha mẹ chưa cắt được, chưa có lo gì cho cha mẹ được, nên khán giả đã sau khi xem được đoạn live stream trên Facebook trang nhà của ca sĩ Quảng Lê thì khán giả rất là hỏi nhiều câu hỏi về Quảng Lê và suy nghĩ như thế nào về Hồ Quảng Cường khi mà sống với mẹ nuôi như thế đó. Thì Quảng Lê đã xin được không trả lời cái câu hỏi đó, tại vì là Quảng Lê không biết gì về Hồ Quảng Cường và người mẹ nuôi đó. Còn chuyện của Phương Mỹ Chi và Quảng Lê thì Quảng Lê cũng tâm sự với tất cả mọi người rằng là thu nhập của ca sĩ Phương Mỹ Chi rất là khá, rất là được nhiều tiền. Bởi vì vậy mà chuyện học hành của ca sĩ Phương Mỹ Chi một năm lên đến gần 200 triệu, cũng đó chính là những cái số tiền mà Phương Mỹ Chi đi hát. Và Mạnh Thường Quân yêu thương Phương Mỹ Chi và ủng hộ cho Phương Mỹ Chi. Đó chính là những gì mà Quảng Lê trả lời gặt khôn khéo trên cộng đồng mạng và cho chúng ta thấy được giữa hai ca sĩ. Đó chính là mẹ của Phương Mỹ Chi đã đảm nhận hết cái trách nhiệm về thỏa thuận giữa bên quản lý của ca sĩ Quảng Lê về chủ việc tiền của con mình đi hạt như thế nào. Còn về mẹ của cha của Hồ Văn Cường thì rất là hiền lành nên không biết gì về vụ tiền bạc của con mình đi hát cả. Đó chính là đọc trên ngày hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người cùng lắng nghe bài đọc.